Lại bấm nhầm rồi. Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Sport Hùng. Chờ đến hơn 12 giờ đêm mới được xem trận Đình Hoàng Đình Mạnh anh em ạ. Theo lịch thi đấu thì là 8 rưỡi, còn bây giờ thì là hơn 12 giờ rồi. Chúng ta cùng cổ vũ cho đại diện của Việt Nam là cặp đôi cầu lông đôi nam số 1 Việt Nam sẽ đối đầu một cặp đôi đến từ Đài Bắc Trung Hoa, Đài Bắc Đài Loan. Đôi kia cao to thật anh em ạ. Không biết là đập mình có đỡ nổi không nhỉ? Đình Hoàng là tay vợt đập cầu mạnh nhất, gọi là mạnh nhất đôi nam Việt Nam bây giờ đấy. Nhưng mà để xem là so với hai tay vợt áo trắng của Đài Loan thì có đập mạnh hơn không nha anh em? Vâng anh ơi, giờ còn đánh mà, hôm qua em còn quay đến 1 giờ đêm cơ mà anh. Hello mọi người, nếu mà mọi người đang theo dõi được cái live stream này có thể comment hai, chúng ta chào nhau, tương tác với nhau và cho trận đấu sôi động hơn nào. Và nếu được thì mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream để nhiều người được theo dõi trận đấu và cùng cổ vũ cho đội tuyển cầu lông Việt Nam của chúng ta. Giới thiệu đến các bạn bên phía gần màn hình cặp đôi Đình Hoàng Đình Mạnh của Việt Nam, từ xa màn hình cặp đôi của Đài Bắc Trung Hoa. Ok, xin chào những người xem đầu tiên nhá. Rồi Nguyễn Đức Cường nhá. Vào sân xem mất 10.000 tiền vé gửi xe anh ạ. Ngoài ra không mất vé gì nữa. Hello anh Ngọc Thành. Ok, em chờ, em ra sân em chờ mấy tiếng đồng hồ mới được ly, vừa chờ vừa ngáp mọi người ạ. May bây giờ phát ly nói chuyện mọi người cho đỡ buồn ngủ. Ok, có một số anh em đang gọi là dự đoán về một tương lai không tốt cho Việt Nam, rằng Việt Nam sẽ bị thua trận này rất nhanh. Giải đấu được tổ chức tại sân nhà thi đấu Tây Hồ nha anh. Giải đấu tổ chức ở nhà thi đấu quận Tây Hồ Hà Nội nha mọi người. Rất chắc chắn. Một pha thủ rất hay từ Đình Hoàng. Thủ rất hay. Một pha cầu vào giữa, lưỡng lự cho hai vận động viên. Đánh muộn bởi vì giãn lịch đấy anh. Tại vì các trận đấu kéo dài quá nên là bây giờ mới đến lượt trận này. Nghĩa là một ngày chúng ta phải đánh xong tất cả các trận đấu theo lịch. Nhưng mà vì một số trận đấu 3 set diễn ra quá dài nên là các trận đấu sẽ bị đẩy lịch muộn anh ạ. Theo lịch thì trận cuối cùng là bắt đầu khoảng lúc hơn 9 giờ. Nhưng mà bây giờ thì trận của Đình Hoàng Đình Mạnh còn vẫn chưa phải là những trận cuối đâu. Còn vài trận nữa cơ. Còn một loạt nữa cơ. Ca này khó chơi với anh em, 5-0 rồi. Cào thế. 6-0 rồi. Có vẻ hơi ke tay. Hai em đánh chưa được tự tin. Tay quả đấy xử lý cứng quá. Điểm số 6-0. Set 1 mọi người ơi. Vừa vào trận. Khán giả cũng rất sôi động. Nói chung là thi đấu may quá là hiện tại vẫn còn gọi là khá đông khán giả ở lại cổ vũ cho Việt Nam. 1-6. Cao thế nhở, nhìn nguy hiểm thật đấy. Ôi may họ đánh trượt. 2-6. Việt Nam. Ép nhanh quá mọi người. Hello mọi người có thể giúp mình chia sẻ livestream không ạ? Hôm nay có vẻ hơi ít người xem nhưng mà nguyên nhân chủ yếu chắc là mọi người đi ngủ hết rồi. Giờ này mình có 2 bài thiết kế. Số 37. Rất hay. Rất chủ động chặn lưới. Rất tiếc là và cầu bắt bài của Đình Mạnh đã bị trượt. Xin chào 322 anh em đam mê cầu lông. Giờ này vẫn còn thức để xem live stream của Sport Hùng. Lật lưới rất may mắn. Có vẻ Đình Hoàng, Đình Mạnh đang nhập cuộc tốt hơn rồi, đã tự tin hơn. Trận này là trận đại diện số 1 Việt Nam đang thi đấu em ơi. Đình Hoàng, Đình Mạnh đang thi đấu, cặp đôi phía gần màn hình nhá. Đúng rồi anh Hoàng Nguyễn ơi, thi đấu hết lịch thì em nghĩ lịch Đình Hoàng, Đình Mạnh mới có là 8:30 đánh nhá. Còn trận cuối cùng là theo lịch là hơn 9 giờ, có nghĩa là sẽ phải đánh tầm khoảng hơn 1 tiếng nữa. Một pha bấm cầu dọc biên không chính xác, cầu ngoài sân hơi nhiều. Đội điểm 94 cho Đài Bắc. Điểm số 94. Họ trả cầu khó quá anh em ạ. Điểm số 50. Nhìn mấy ông cao cao xong ông ấy đứng chân ngay vạch phát cầu kia. Nhìn đã thấy run anh em nhỉ. Cho mình phát mình cõng tay chết mất. Điểm số đang là 11-5 nha anh em. Hello 385 anh em đang xem, tranh thủ các vận động viên đang nghỉ giữa set, anh em chúng ta chào nhau cái nào. Sport Hùng chào tất cả mọi người. Việt Nam đi đánh hội làng thì được. Cơ địa của Đình Hoàng là thế anh ạ. Nói chung nước ngoài tốc độ cầu của họ kinh khủng lắm anh ạ. Với cả quan trọng là lúc mình dí họ khó, họ trả lại còn khó hơn đấy. Nãy để ý xem Đình Hoàng dí ép góc trái tay họ phản lại chéo ngược lại, Đình Mạnh vặn sườn không kịp. Chúng ta tiếp tục với set đầu thứ nhất, điểm số 11-5. Hai ông Đài Bắc kia cao to thật. Rất hay. Bom. Bom. Ôi tiếc quá, một pha đập cầu cạch. Ok anh ơi, giải giãn lịch đánh muộn quá. Em nghĩ là trận đấu cuối 1 tiếng nữa mới bắt đầu anh ạ. Khả năng phải 2-3 giờ sáng mới xong. Mười ba năm rồi. Vâng, hôm nay ít trận hay anh ạ. Hôm nay ít trận hay. Ảnh hưởng, nói chung là ảnh hưởng thì ảnh hưởng chung thôi anh ơi. Trận đấu thứ nhất điểm số 14-6. Số 7-14. Ôi, có vẻ hơi cứng, xử lý hơi cổ tay hơi cứng. Mình tay hơi cứng anh ạ. Xử lý nó không được mềm dẻo cho lắm. 15-7. Nó toàn đánh cho mình ngửa người ra ấy. Nhanh quá. 16-7. Xem động tác của nước bạn đánh gọn lắm mọi người. Xem các quốc gia khác như thế, động tác của người ta nhanh gọn kinh khủng. Rất tiếc là pha chặn cầu của Đình Mạnh đã không qua lưới rồi. 17-7 rồi. Cầu ngoài sân khá xa. Điểm số 18-8. Hy vọng set 2 Đình Hoàng Đình Mạnh sẽ làm tốt hơn. Rất hay, một pha chém cầu khá tinh tế. Không chính xác. Cầu lỗi từ đại đội Đài Loan. Đội tuyển của Việt Nam. Mười chín. Việt Nam còn nhiều vận động viên đánh lắm anh ơi, nhưng mà chưa thi đấu. Việt Nam chủ nhà mà nên là đông lắm. Pha mổ cầu rất hay nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Bom. Họ thủ chắc thật. Ui ơi, họ tì kinh, tì cổ tay kinh mà toàn tì khó thôi mọi người. Hello anh Win, đi xem có Win nha anh ơi, nhưng mà trận đấy xem chán nhất cái buổi tối ngày hôm nay luôn. Trận gôn vi xem, đồng đội gôn vi xem đánh chán lắm anh ạ. Có gôn vi xem đánh hay nhưng đồng đội đánh chán. Anh Tuấn Nguyễn Căm mừng hài hước quá. Đôi áo hồng này khả năng solo với đôi nữ Hàn Quốc là vừa miếng. Nói chung nam thì sẽ vẫn hơn nữ anh ạ. Hết xem bao giờ anh em? Đang mải nhìn màn hình điện thoại, hết xem bao giờ? Hello anh Tuấn Nguyễn, đồng đội của Asen của Gôn Vicem mà đánh như Sport Hùng thì Sport Hùng lại vui quá. Em giờ chị Yến Yến nhá. Giờ mới đánh chị ạ. Giờ Việt Nam mới đánh. Và đội bạn cũng chỉ là mặt bằng gọi là trung bình, gọi là xem trong giải đấu này thôi anh ơi. Cũng không mạnh lắm đâu. Đủ biết là khoảng cách của quốc tế với mình nó còn chênh lệch lắm. Họ xử lý cầu vừa nhanh lại còn vừa chính xác cơ. Gôn Vi Xem thắng anh ơi. Gôn Vi Xem có thắng đấy. Thắng nhưng mà trận đấy đánh chán. Em chào anh Chiến Đình nhá. Sao dự vòng cho mượn vẫn chưa lấy được anh ạ. Nhưng mà sẽ đủ dung lượng để live stream hết trận này cho anh em. Thoải mái nhá. 40% chẳng lẽ không đủ live stream trận này. Ở ngoài sân. Số 3-1 cho Việt Nam. Vừa miếng thế. Như Đình Hoàng, Đình Mạnh ở Việt Nam là đập mạnh rồi đấy anh ạ. Em chào anh Đình Quân, Quân Đình nhá. Có anh em nào mà comment Hùng không kịp trả lời thì anh em thông cảm nhá. Bình luận trôi nhanh quá. Quá khó. Hai ông này cao to thật. Hai ông này chắc đều trên 1m8 anh em ạ. Điểm số 3 đều xem đấu thứ hai. Em chào anh Ngô Chí Dũng nha. Cảm ơn anh đã chào Sport Hùng. Ok, chào thằng em Huy Hoàng nhá. Ra trường cho em. Nhưng mà so với họ tiếng đập của họ vẫn khác nhiều anh ạ. Rất nhanh. Rồi, đối đập của Việt Nam đã phát huy được. Đã được cầu sở trường của mình. Mai Gôn Vi Xem có đánh không em cũng chưa xem lịch anh ơi. Em chưa xem lịch nhưng chắc là mai đánh tiếp thôi. Điểm số đang 4 đều set 2 nha em ơi. Set 1 thua chục điểm. Điểm số 5-4 cho Đài Bắc. Hay quá, một pha thủ rất hay. Nhưng mà những pha thủ lái của mình vẫn không qua nổi tay họ. Tiến Tuấn với cả Văn Tú có đánh không? Em cũng không nhớ anh ạ. Em có đăng trên page đấy. Danh sách các vận động viên tham gia giải đấu Ciputra đấy, có gì mọi người vào xem nhé, tự vào xem nhé. Em có đăng đêm hôm qua đấy. Ok, xin chào thằng em Nam Phan nhá. Hôm nay không ra sân thôi, xem tạm ly của anh được. Điểm số 8-4 rồi. Đúng rồi, mình kiểu thủ tì lại non quá với gài hơi cao. Nói chung là khó. Đình Hoàng đập căng đấy. Cũng phải xem mấy ông này đấy. Thủ rất hay, không còn rồi. Pha đập cầu chéo rất khó chịu. Em xem bọn nó tập cả ngày rát hết tai rồi. Nam Phan phụ trách sân tập cho các vận động viên, nước ngoài. Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Ok em ơi, do lịch thi đấu giãn, do một số trận đấu kéo dài quá nên là bây giờ mới đánh. Chứ theo lịch đúng thì nó đánh từ 8:30 đấy. Khá. Quả đấy bắt hơi xấu, quả đấy ngoài nhưng mà thôi nó dẫn sâu rồi. Quả đấy ngoài đấy. Bỏ cầu chính xác. Và đấy thì đúng ngoài rồi. Điểm số 69. Lịch thi đấu thì có gì em tối về em lại xem, lại đăng cho mọi người nhá. Đập rất căng. Mình cảm giác thật sự khó thủ anh em ạ. Nhìn rõ mà bàn. Điểm số 12-6. Đập căng thật anh em ạ, cứ lổ đôm đốp vậy. Không thủ nổi luôn. 13-6. Và ép cầu rất nhanh. Nói chung là mình kiểu không lái khó lại được họ ấy. Họ ép nhanh nhưng mà mình không lái khó lại được thì mình lại bị ép tiếp. 2. Cầu ngoài sân. Điểm 14-7. Một pha ve cầu rất tốt từ Đình Mạnh. Điểm số rút ngắn 8-14 cho Việt Nam. Dĩ nhiên là cầu Zonex rồi anh ơi, cầu Zonex nha. Thực ra mọi người cứ nghĩ cầu Zonex bay nhanh lắm nhưng nó bay bình thường thôi mà. Nó bay rất là bình thường. Đập sợ quá anh em ạ. Số 16-8. Ông này cao to đều nhau phết. Vận động viên của Đài Loan đa phần đều rất cao to nhé. này tôi chơi trận này. Đấy mà sủa. Đang trực tiếp em ơi, đang trực tiếp nhá, không phải đăng lại đâu. Đang khoảng, chắc là đang 1 giờ kém đêm hả? Một pha drop shot dừng cổ tay rất hay. 18-9 rồi. Dã man nhỉ, nước ngoài đánh dã man nhỉ. Số 10-18. Đấy, cứ đấu ngang ngang với nó mà toàn đẩy từ dưới lên vào tay nó là chết rồi. Thì mình cứ ham đua, nhưng mà đua là đua từ thế ở dưới lên, với cả cổ tay họ hơn mình ấy chứ. Đúng rồi, Lê Hùng ạ, nó lắm đòn. Điểm 11-19. Số 12-20. Vẫn lên, khá hay. Thôi cố được điểm nào hay điểm ấy. Ôi rồi, hôm nay Đình Hoàng cạch hơi nhiều. 21-12. Thôi anh em nghỉ thôi nhá, Sport Hùng về đây. Cố quay ở lại chờ mãi mới được quay trận cho anh em xem, nhưng mà mình thua nhanh quá. Pin vẫn còn nhiều anh em ạ. Phần trăm pin, thế là mới chỉ có hết một nửa so với dự kiến rồi đấy. Bye bye anh em nhé, Sport Hùng tắt máy đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ live stream của Hùng. Chúc tất cả anh em ngủ ngon nhá. Mai có sức để xem Sport Hùng live tiếp. Sân nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Search Google Maps nha, nhà thi đấu quận Tây Hồ Hà Nội nhá. Giải đánh từ ngày 12 đến hết ngày 17 nhé mọi người. Bye bye tất cả mọi người. Phát này thì tắt máy thật đây.